cái này không phép. Sống không? Sống. Sống á? Thế con cho các bạn vào đây đi. Bốc thêm các bạn vào đây. Wow, nhiều các bạn thế nhở. Đâu bố xem nào. Để bố xem nó đầy chưa. Wow, đầy rồi đấy. Bây giờ cho các bạn đấy, cho các bạn sống nhá. Đang tỉnh thả các bạn đi nhá. Nghe chưa? Mua để thả, thả các bạn nhá. Cho các bạn sống nhá. Bà Sóc chào mọi người nào. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bây giờ hôm nay hai bố con mình đi ra xem một con này con gì nhá. Đang chuẩn bị ra bố cho con xem nhá. Nhưng mà bố đố con biết con này con gì nhá. Nhá, đi. Bây giờ đi đường nào nhỉ? Bố sẽ bế con qua đoạn này nhá. Bố sẽ bế con qua đoạn này nhá. Ok, đi. Thế bố cầm dép vậy. Bố cầm dép vậy. Ây da. Trên á. Ủa trời ơi. Trên á. Ui giời trên. Ui giời trên. Ui ui. Con gì đây? Đứng xuống. Đi tiếp nào. Đây. Ở đây xem con này con gì. Đây. Đi tiếp vào. Thế con này con gì? Con ốc á? Đúng ốc không? Đúng. Thế bố bắt mấy con ra ngoài kia để thả cho nó bơi nhá. À con lấy đi. Lấy mấy con. Đây lấy con này hết. Đây này. Đây này. Cầm mấy con này ra kia. Đi. Đi hàng này cơ mà. Đi hàng này. Đi xuống. Bố xem con ốc của con. Của mấy con này. Đúng rồi bố con. Bố sẽ lấy cái. Mẹ sẽ lấy cho con một cái chậu đi để con ra con thả mấy con ốc. Đây. Ừ đây để con đứng đây. Con đứng lên đây để mẹ lấy cho cái chậu. Nào đứng lên đây. Đứng lên trên. Đấy. Đây ngồi đây. Đây. Để nó vào đây. Để nó vào đây. Đây là gì? 4 con ốc đúng không? Con ốc này ốc to đúng không? Con ốc này con ốc to đúng không? Nào. Con cầm mấy con ốc này nhá. Đây con này nữa. Hai con. Con ốc to. Thế còn hai con này? Con ốc bé. Đúng rồi, hai con ốc bé. Đây, con cầm đấy, hai con ốc to và hai con ốc bé. Chờ ở đây nhá. Sẽ có cái cá lước ở đây để cho nó sống nhá. Rồi, đây. Một cá lước đây rồi. Ui giời. Tao thả nó vào đây. Nó có bơi không? Không. Nó không bơi á? Không bơi tí nào. Không bơi tí nào luôn. Đây, bố bơi lên đây cho con nhìn nhá. Nhìn nó dễ nhá. Đâu, sao nào? Đâu. Nó không bơi tí nào. Ừ, nó không bơi được đâu nhỉ? Sao con ốc nó không bơi được như con cá nhỉ? Đi xuống đây cho nó mát. Đi ra đây bên này cho nó mát, đi. Sang bên này. Đây. Đây. Rồi ngồi xuống đây. Để bố bỏ cái rổ ốc ra đây. Đây. Rồi. Cho vào đây nữa. Ừ. Đấy. Cho vào. Con cho vào xem nó có bơi không. Đúng rồi. Con cho vào xem nó có bơi không. Đâu con ốc đâu. Đây. Nó có bơi không. Đó. Có bơi á. Đâu con nhìn nó bơi đâu. Bố chẳng thấy nó bơi gì cả. Nhiều ốc thế nhở? Chỗ này khoảng bao nhiêu con? 4. 4 á? Sao đây là 4 con? Hả? Con có bị nhầm không? Không. Không nhầm luôn. Nào thả đi xem nó có bơi không? Bây giờ thả nó ở đâu bây giờ? Ở đây. Thả nó ở đây á? Thả ốc ở đây á? Wow, nhiều ốc thế nhở? Wow, ốc nhiều ốc thế. Thả nó vào đây cho nó sống nhá. Thấy chưa? Đâu một con rơi ra đâu con nào? Đâu vừa xem nào? Đâu có con nào? À ừ, làm gì có con nào đâu? Con bóc ở đây đi. Dạ bóng rồi. Đâu? Cái gì? Đây. Cái bóng. Bóng bóng đấy. Mày giỏi đẹp thế nhỉ? Nhiều ốc thế.
Wow, rất là nhiều ốc. Nhưng mà hơi ít nước thì phải con ạ. Hơi ít nước. Hơi ít nước. Đâu, ít nước. Bây giờ cho thêm vào đây nhá. Ừ. Rồi, cho thêm các bạn vào đây. Đây, bộ để bố với vào đây cho, để mà xóm. Rồi. Ôi, được rồi. Học tí cho các bạn ra chỗ khác nữa cho các bạn sống nhá. Nghe chưa? Wow, con ốc này to thế nhỉ? Wow, con ốc này con ốc chúa hay sao ấy? Ốc to thế. Nào. Của bạn à? Ừ, cho các bạn vào đây. Cho các bạn vào đây, cho các bạn sống ở dưới nước nhá. Nhiều thế. Ừ, nhiều không? Cái gì? Sao cơ con? Nhiều thế á. Con cho các bạn vào đấy đi. Wow, nhiều thế nhở. Đầy ơi là đầy rồi. Rồi, thế này thôi. Không à, các bạn không có nước đủ các nước để sống đâu. Nha. Cho thêm vào đâu? Cho thêm vào đây để cho nó sống. À. Thế bây giờ đi thả các bạn ở đâu? Thả vào đâu? Đây. Thả vào đây cho các bạn sống á? Vâng. À. Cho này sống phê. Sống không? Sống. Sống á? Thế con cho các bạn vào đây đi. Bốc thêm các bạn vào đây. Wow, nhiều các bạn thế nhở. Đợi bố xem nào. Để bố xem nó đầy chưa. Wow, đầy rồi đấy. Bây giờ cho các bạn đây cho các bạn sống nhá. Xong thì thả các bạn đi nhá. Hay chưa? Mua để thả. Thả các bạn nhá, cho các bạn sống nhá. Ôi, hết chưa? Hết chưa, để bố lấy thêm cái khác nhá. Ngồi đây nhá, để bố lấy thêm cái khác. Nào, để kéo ra cái này ra đây. Đấy, từ từ để bố lấy cái ô khác để đựng các bạn nhá. Cho các bạn sống nhá. Nghe chưa? Đứng đây chờ bố. Đứng đấy. Giờ sẽ cho cái thêm một cái chậu nữa. Ơi. Đây. Cho ra đây. Cho các bạn ra đây. Ngồi lùi ra không hết chơi hết quần bây giờ. Ôi ôi. Ôi thì đổ các bạn vào đây cho các bạn sống đây nhá. Nhá. Rồi. Eo ơi. Nhiều thế. Eo nhiều các bạn đấy nhở. Thôi con bỏ từng tí một. Bỏ từng tí vào đây các bạn cho các bạn sống. Bốc từng tí một. Bốc ít một thôi. Không cần bốc nhiều đâu. Đúng rồi. Đấy. Ô bê, con bốc cả, bốc ít một thôi. Đấy, bốc ít một thôi. Đây là bố bảo con để một ít mồm mà. Đổ hết ra đây rồi. Đổ hết ra đây rồi. Nào. Cho vào. Làm gì đây? Làm gì đây? Rồi. Ôi được rồi. Ừ. Đi. Hai bố con mình để các bạn ở đây nhá. Xong rồi để đi thả nhá. Nghe chưa? Ui. Rồi. Thôi. Con cất đồ cất vào trong kia đi. Con cất vào trong kia đi. Thôi, không cầm vào đấy. Nào, để bố cất đi cho. Đi, cầm cả cái rổ ấy nữa. Yêu ơi, không đi ra rửa tay đi. Nhanh lên, không đi ra rửa tay. Đi ra đây bố bế đi rửa tay, đi. Nào. Có hết đâu. Thế đi.
đi. Bước. Ừ thì đi, tay bẩn hết rồi. Đi chậm thôi. Đi ra ngoài giếng rửa tay nhá. Ừ. Ê, hôm nay hai bố con mình làm video đến đây thôi nhá. Nhá. Rồi, đây bố mở ra. Bố rửa cho. Đây bố mở ra con ngồi núi xa ra một tí, không mà nước nó vào tay. Rồi. Bố rửa tay cho bạn xong nhá. Thành chưa? Tay kia. Tay kia. Rồi, được rồi, chân nữa. Rồi, chân kia. Rồi, rồi, bố khóa nước nhá. Thế nào các bạn và sóc chào mà các bạn nào. Đi ra đây chào. Đi ra đây. Chào các bạn.